Bảo rồi không chơi, cần cứ chơi xong tay cố làm gì. Đánh đâu. Chúng ta đã nhìn thấy bàn thắng của Inter ở trận đấu hai cái xe gì. Lần này thì nó cũng căng thẳng thành công, tạo ra áp lực với cầu thủ phát bóng 32 của Inter. Để bây giờ mọi người có mặt đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm. Đúng anh là người đã mang về bàn thắng cực kỳ quan trọng dành cho đội bóng của Inter. Thủ môn nhắm mẹ mắt rồi. Thủ môn mình lên đầu hất đi. Thủ môn cúi đầu vào.